Rồi, chúng ta bắt đầu bài nhé. Mình nhắc lại ha, các bạn cần cần mở cái trang song hành, cái trang của lớp á nha, để mà mình làm việc song hành với Gmeet. Thì trong quá trình chúng ta học cái buổi này á, chúng ta sẽ thường xuyên có những cái bài tập online để chúng ta tận dụng cái sức mạnh của hệ thống online để chúng ta có phản hồi được những feedback của các bạn, coi các bạn hiểu bài như thế nào nhé. Rồi chúng ta vào bài. Thì Nguyễn Tuấn Vinh ơi, Nguyễn Tuấn Vinh Dạ. à, Tuấn Vinh nghe thầy nói không? Dạ nghe ạ. Ok rồi, cảm ơn. Tuấn Vinh nghe có nghĩa là mọi người cùng nghe ha. Rồi chúng ta vô bài. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau làm việc trong vòng 3 tuần lễ về một cái chương trong automata. Thì mình coi nó như là chương 2 ha, mình sửa lại số là chương 2, tại chương 1 các bạn học chắc thầy Khương thầy Trang gì ha. Rồi ok, nhiều lớp quá không nhớ ha. Rồi ok, thì automata, thì trong cái chương 2 automata này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu automata là cái gì. A đều cái chủ đề quan trọng cho lĩnh vực máy tính. Trong lớp mình thì có bao nhiêu bạn học CI ta? Các bạn học CI giơ tay lên cho mình xem. Wow, CI quá nhiều ha, cũng nhiều á, cũng ok. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi, các bạn bỏ đi xuống nha. Có bạn nào học về môn hệ điều hành rồi đâu? Giơ tay lên cho mình xem. Có ai học môn hệ điều hành rồi chưa? À có, cũng bốn bạn ha, Phan Minh Tân, Huỳnh Hữu Hạnh, ok. À, Nguyễn Tuấn Vinh hả? Ok, Nguyễn Tuấn Vinh rồi, ok, lát mình hỏi nha Tuấn Vinh. Ok. Rồi, nói về automata thì chúng ta chương automata thì nó có 10 cái chủ đề ha, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận qua 10 buổi. Thì automata nó dùng để làm gì chưa biết, nhưng mà trong cái môn học này á, các outcome của nó, chúng ta qua cái chương này thì chúng ta sẽ phải làm được một số việc sau. Mấy cái outcome này là trong outcome của môn học, thì các outcome màu xanh là outcome được phục vụ, có thể qua chương này chúng ta có thể đáp ứng được. Ví dụ chúng ta có thể là người ta đưa một cái biểu thức chính quy, một biểu thức công thức logic, chúng ta phải có khả năng giải thích nó, không? Nó mô tả cái gì mà thực tế. Cái thứ hai, nó mô nếu như mà chúng ta đưa bài toán thực tế, chúng ta có thể mô tả một cái biểu thức logic. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là nếu như người ta đưa mô hình hóa mà sai thì chúng ta phải biết cách đưa phản ví dụ. Rồi thứ tư đó là chúng ta có khả năng xây dựng một cái mô hình cho bài toán thực tế. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là từ cái mô hình đó chúng ta phải xác định được mô hình chúng ta có tối ưu chưa. Nếu chưa thì qua cái chương này chúng ta sẽ biết cách để mà xây dựng một cái mô hình tối ưu nhé, tốt nhất có thể. Rồi thì nói về automata đó thì người ta rất là nhiều tài liệu họ giới thiệu, nhưng mà mình thì đơn giản để cái hình này thôi. Cái hình này thì mình muốn hỏi là bạn nào học 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 Huỳnh Hữu Hạnh và Nguyễn Tuấn Vinh. Đầu tiên Nguyễn Tuấn Vinh đi, giải thích cho mình nghe, mấy bạn nghe cái hình này nói gì vậy Tuấn Vinh ơi? Dạ, thầy là đang nói về phần Scheduling, cái hình này nói gì, hình ảnh có nghĩa là gì, đặt cái tên hình rồi tên hình gì, tên hình này gọi là tên gì? em không nhớ tình hình lắm, nhưng mà nó để đưa một cái process vô sử dụng CPU rồi chạy nó. Còn bạn Huỳnh Hữu Hạnh thì sao, có bổ sung thêm ý cho Nguyễn Tuấn Vinh không? Dạ thầy, nãy em giơ tay là em học C á Ủa vậy hả, quên tắt tay hả, thì dạ. giờ hỏi hỏi biết trả lời không? Đi là hệ điều hành cứng lắm à, thực ra Dạ. CES CE đều cơ bản cứng hệ điều hành hết nha. Vậy tắt cái tay, tắt cái giơ tay lên, rút cái tay lại giúp nha Huỳnh Hữu Hạnh nha, để chút nữa xung phong á, mình cũng biết mình kêu ông Huỳnh Hữu Hạnh hoài. Tắt 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 đi nha, sửa rút bằng tay lại nha. Rồi Huỳnh Hữu Hạnh ơi, nghe không? Dạ, nghe thầy, để em kiếm Rồi, chỗ tắt. ủa vậy hả, không biết hả. Rồi ok lục đi nha. Rồi nói về cái hình này, cái hình này là cái minh họa giới thiệu dễ dễ hiểu nhất về automata và đặc trưng cho automata. Đây nó gọi là cái hình, xin lỗi, là cái sơ đồ chuyển trạng thái của một process trong hệ điều hành.
Thì giải thích sơ lược các bạn thì trong các hệ điều hành thì các bạn 201, các bạn 52, các bạn sinh năm 201, 201 đúng không? Ok, khoảng 201, 202, phải không? Thì những cái hệ điều hành mà trước đây nó gọi là hệ điều hành đơn nhiệm khoảng năm 90 mấy á. Đó, bình thường mình xài Windows nhiều hơn thì Windows là có Windows 3.1.1, Windows NT, không Windows 3.1.1 á, đấy 95 là đa nhiệm mà. Trước ra là đơn nhiệm. Đơn nhiệm thì cái màn hình nó nhìn hình nhiều cái ứng dụng lắm nhưng mà chúng ta một lần là chạy được cái ứng dụng mà chạy xong mới tắt cái đó mới chạy cái khác. Ngày nay chúng ta thấy không, chạy mở ú xù xù trong máy tính chúng ta, nó gọi là đa nhiệm. Để sơ lược các bạn. Như là đa nhiệm đó là sao? Theo cảm nhận con người á, người dùng là đa nhiệm, xài được nhiều thứ. Nhưng thực tế là sao? Thực tế là sao? Giải thích sơ lược các bạn. Thì trong hệ điều hành á, nó cái đơn vị cơ bản nhất mà chúng ta cần quan tâm đó là process. Process là gì? Nôm na giải thích cho các bạn là một cái chương trình chúng ta chạy, nó gọi là một process. Một cái quá trình cần thực hiện, nó gọi là một process. Ví dụ như Unity, Wiki, Word, Excel, hay là trình duyệt, các bạn dùng Firefox hay là gì, vân vân. Khi mà các bạn chạy lên một cái, nó cần hệ điều hành xử lý cái việc của nó gọi là một cái đơn vị process. Và quá trình xử lý muốn thực hiện được cái hệ điều hành, muốn thực hiện được cái việc mà đa nhiệm, có nghĩa là người dùng cảm nhận là chúng ta cùng một lúc chúng ta vừa nghe nhạc, vừa đánh máy, vừa in ứng vân vân, vừa nghe ông thầy giảng nữa, ok được, đó là đa nhiệm. Nhưng thực tế phía dưới hệ điều hành á, nó làm gì? Hệ điều hành là gì? Là cái hệ thống nó điều khiển phân phối những cái hành động tương tác trên máy tính. Thì cái hệ thống nó sẽ cần quan trọng nhất là phải điều phối các process vận hành như thế nào. Bởi vì cái tài nguyên quan trọng nhất trong máy tính đó là CPU, bộ phận xử lý trung tâm. Thì nó phải biết là đang process, nó đang chạy thì nó chạy những câu lệnh gì. Những process nó sẽ có những mã yêu cầu thực hiện, thì nó phải chạy những câu lệnh process đó. Thì hệ điều hành nó làm gì? Nó sẽ chia những cái khung cơ bản nhất là sẽ chia thành khung thời gian, thành ra những cái chu kỳ. Và ứng với một cái chu kỳ, một cái khung thời gian như vậy, thì ứng với một CPU thì nó chỉ phục vụ cho một process thôi. Được chưa? Như vậy thì nó các process kia nó phải đợi. À, được chưa? Đợi. Như vậy thì process á, nó sẽ có hoặc là được sử dụng tài nguyên, hoặc là nó phải chờ để sử dụng tài nguyên, mà tài nguyên quan trọng nhất là CPU. Còn trạng thái thứ ba là gì? Là nó chờ và sử dụng tài nguyên khác. Ví dụ như chúng ta gọi định in, nhưng mà máy in chưa xong thì chúng ta ở trạng thái treo. Treo ở đây nó gọi là lock, bị treo lại. Như vậy thì trong hệ điều hành á, trong process á, thì chúng ta hiểu là nó có ba cái trạng thái: trạng thái waiting, trạng thái running và trạng thái block. Các bạn đã học môn cấu trúc dữ liệu kỹ thuật hoặc đã học rồi thì các bạn sẽ biết rằng một cái cơ chế để mà làm được như vậy á, thì người ta sử dụng cơ chế là priority queue. Này đã học trong hệ cấu trúc dữ liệu kỹ thuật rồi ha, mình giới thiệu sơ lại. Priority queue là gì? Nếu như mà có nhiều process nó được chờ một cái tài nguyên CPU, thì CPU sẽ theo cơ chế của priority queue, đó là anh nào đến trước thì sẽ được phục vụ. Nếu trong các anh mà có cùng độ ưu tiên thì nó chọn anh nào đến trước chờ lâu hơn nó phục vụ. Còn cái anh nào mà có độ ưu tiên cao hơn thì dù đến sau nó vẫn được ưu tiên phục vụ trước. Độ ưu tiên sẽ cao nhất xong mới tới cái thứ tự FIFO. Được chưa? Đó là cơ chế của priority queue. Còn hiện thực priority queue như thế nào thì muốn cấu trúc dữ liệu dễ thuộc ha. Rồi ok. Quay lại đây thì chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có mỗi process nó sẽ có ba trạng thái: waiting, running và block, như chúng ta đã thảo luận với nhau. Thì các bạn thấy một cái process mà thực hiện đúng thì nó sẽ phải theo một cái sơ đồ như trên hình. Đó là gì? Đầu tiên nó vào, nó được khởi tạo thì nó sẽ phải ở trạng thái là waiting, bắt buộc phải vô trạng thái waiting để chờ tài nguyên CPU. Được chưa? Và khi nó được cấp phát với chu kỳ đó, nó với chu kỳ đó được ưu tiên, ok, được tới lượt nó là nó vô để thực hiện. Thì lúc mà nó được sự cấp phát cái tài nguyên quan trọng với máy tính là CPU thì nó sẽ nhảy vào trạng thái running. Được chưa? Running. Rồi, khi mà ở trạng thái running mà nó chạy những câu lệnh của nó mà chạy vượt mà đến hết chu kỳ thời gian của nó được phép rồi, được quyền rồi, mà nó chưa về xong thì sao? Thì nó phải nhảy về trạng thái waiting và chờ thêm hàng một cái round robin, những cái ứng dụng khác xong hết thì mới tới process đó được. Được chưa? Hoặc là trong quá trình nó chạy nhưng mà nó đang phải gọi một cái lệnh ra ngoài thiết bị vi để nó in, mà chờ in xong nó nhận vô thì lúc đó process sẽ đá ra, đẩy nó ra thành trạng thái là block. Được chưa? Và từ block khi nào mà tương tác với thiết bị vi xong thì nó mới được là chuyển về trạng thái là waiting, chờ tài nguyên quan trọng nhất của máy tính nữa là CPU. Vậy nguyên cái số quy trình đó, các bạn thấy đây nó là một cái sơ đồ chuyển trạng thái. Như vậy chúng ta có thể, đây là một ứng dụng của đồ vật lý thuyết đồ thị, thì đây là một ứng dụng chúng ta có thể mô hình hóa
bằng một cái đồ thị có hướng, được chưa? Tất cả các nhãn được ở các cái đỉnh là mô tả các trạng thái của đối tượng đang quan sát, và các cung thì có nhãn là mô tả cái sự chuyển trạng thái, và có nhãn là cái sự kiện dùng để chuyển trạng thái. Và cái đồ thị ở đây không phải là đồ thị có hướng đầy đủ, nó thiếu một cái chiều là từ waiting qua block. Waiting không bao giờ qua được block, làm sao tự động được, nó phải qua cái thằng trung tâm mới quyết định. Trên waiting nó phải chuyển về trung tâm, từ trung tâm từ trạng thái training nó có thể đẩy qua block hoặc waiting. Block thì nó có thể là đôi khi nó còn đang chu kỳ của hoạt động của nó, mà nó đang chạy rút, nó có gửi thiết bị ngoài vi mình nhanh quá ta trả về thì nó vẫn tiếp tục gửi thì tiếp, nên block nó vẫn có thể quay về nếu cấp phải thằng mình nhanh quá. Ok không? Đó, như vậy thì quay lại cái hình này, nó là chính là automata. Hay nói khác, automata là gì? Automata là một cái sơ đồ mô tả chuyển trạng thái của một đối tượng trong hệ thống, được chưa? Rồi, như vậy trong automata nó có cái gì? Để các bạn thấy trong automata nó có các đỉnh, đi biết đỉnh rồi, các trạng thái và các sự kiện để chuyển trạng thái. Nhưng mà các trạng thái này nó có ba loại, trong automata nó có ba loại trạng thái. Trạng thái thứ nhất nó gọi là trạng thái bắt đầu. Trạng thái bắt đầu các bạn thấy cái chữ waiting có cái nhãn, có vòng tròn. Trạng thái bắt đầu được mô tả bởi một cái đỉnh có trạng nhãn, và cái trạng thái nó đặc biệt hơn là nó có mũi tên đi vào nó. Đó là trạng thái bắt đầu. Lưu ý rằng bất kỳ automata nào cũng phải có đúng, tức là một, phải có một và chỉ một trạng thái bắt đầu. Được chưa? Để biết nó vô cái là nó đi đâu. Thứ hai, trạng thái lock là trạng thái bình thường, đúng không? Trạng thái thứ ba, loại thứ ba là loại gì? Đó là trạng thái kết thúc. Trạng thái kết thúc là gì? Là chúng ta thấy trạng thái training á. Khi mà chúng ta mô tả trong automata, muốn mô tả nó là trạng thái kết thúc thì có hai cách chúng ta mô tả. Cách thứ nhất đó là chúng ta vẽ hai cái vòng tròn. Cách thứ hai là chúng ta vẽ một vòng tròn nhưng mà chúng ta bổ sung thêm một cái mũi tên nó đi ra. Cái điểm đích nó không có gì hết, nó đối xứng với lại đối lập lại về cái trạng thái bắt đầu, thì đó trạng thái kết thúc thì mũi tên đi ra. Tùy vô tài liệu bạn tham khảo, nhưng mà trong cái tài liệu mà chúng ta trên slide thì mình vẽ là hai cái vòng tròn, được chưa? Mô tả cái trạng thái kết thúc. Và lưu ý rằng trong một cái automata thì chỉ có đúng một cái trạng thái bắt đầu và chỉ có một trạng thái bắt đầu, bắt buộc phải có một cái, và có thể có nhiều trạng thái kết thúc, nhưng bắt buộc có phải có trạng thái kết thúc, nhưng có thể có nhiều, có nghĩa là có tối thiểu một trạng thái kết thúc. Và lưu ý rằng trạng thái bắt đầu đôi khi cũng có thể là trạng thái kết thúc, không ai chấm hết. Như vậy trạng thái kết thúc là gì? Bắt đầu thì các bạn hiểu rồi, vào cái hệ thống process nó phải đi từ trạng thái bắt đầu. Vậy kết thúc là gì? Thì ta mô tả như thế này, automata để mô tả một cái luồng chuỗi các sự kiện hành động của đối tượng đang quan sát trong hệ thống, nó mô phỏng lại cái việc hoạt động, thì nói rằng một chuỗi các hoạt động mà được gọi là hợp lệ, một chuỗi các hoạt động được gọi hành động, một chuỗi các sự kiện được gọi là hợp lệ nếu chúng ta ta mô phỏng qua trong automata, chúng ta thực hiện lần lượt các sự kiện, và cái trạng thái nó đi từ trạng thái bắt đầu, nó nhảy đến sự kiện cuối cùng của chuỗi sự kiện đó. Nếu mà chúng ta đứng ở trong một trong các trạng thái kết thúc thì chuỗi sự kiện đó được gọi là hợp lệ. Còn nếu như trên kết thúc mà chúng ta đứng ở một cái chuỗi sự kiện mà không kết thúc, nên chúng ta đọc hết các chuỗi sự kiện luôn trong cái chuỗi tương tự đó, chuỗi hành động đó mà nó không đến trạng thái kết thúc thì chuỗi hành động đó là không hợp lệ. Hay nói khác, với một cái process trong hệ điều hành, nó phải bắt đầu từ waiting, nó chạy gì không biết, muốn kết thúc hoặc lại thì nó phải qua running và kết thúc. Còn nếu các bạn tắt nguồn bất chợt thì nó là không hợp lệ nha. Còn hoặc là chúng ta dùng cái ngắt ngang, ngắt gì dọc gì đó không biết, nhưng mà chắc chắn nó cũng phải quay về ngữ cảnh của đó để nó kết thúc nha. Rồi, nó có thể gọi cái lệnh ưu tiên vậy. Rồi thì quay lại automata. Như vậy là ở đây chắc các bạn hiểu automata là gì rồi, đúng không? Rồi chúng ta đi tiếp nha. Thì ứng dụng automata thì nó cũng có nhiều, ví dụ như là dùng để mà mô hình hóa những cái mạch điện tử để chúng ta kiểm tra cái tính hợp lệ, mô phỏng lại input nó chạy. Và cái ví dụ cái ứng dụng thứ hai đó là ứng dụng trong cái trình biên dịch, để làm gì? Giống như chúng ta thấy là học nhập môn điện toán, như chúng ta đã biết á, máy tính nó hiểu 0-1. Nhưng tại sao người ta nói máy tính hiểu 0-1 không à, chỉ cần hai ký tự, hai ký tự, ký số 0 và 1 là đủ rồi, máy tính hiểu rồi.
Nhưng mà sau lúc chúng ta dạy như thầy lập trình nó dạy chúng ta lập trình theo code ngôn ngữ gần như con người vậy, gọi là gần giống tiếng Anh vậy, mà sau mới tín hiệu ok mấy thầy giải thích là quá trình biên dịch nó dịch cho chúng ta, trình biên dịch nó làm gì à, để làm gì nó phải hiểu được chúng ta ghi do for why hay if hay gì switch case này nó những từ khóa sao nó hiểu. Thì ở phía dưới trình biên dịch nó có mấy cái phần, phần thứ nhất là phải đọc hiểu được người ta đang viết cái gì, cái phần đọc hiểu nó sử dụng automata, được chưa, đọc hiểu nó tự automata. Rồi thực ra trong khuôn khổ slide này mình cũng giới hạn một ứng dụng thôi, đó là về việc mà quản lý xử lý nguồn tự nhiên thôi, quản lý cái nguồn tự nhiên thôi nhé. Rồi để nó hiểu như thế nào thì chúng ta sẽ giới thiệu thêm chi tiết thêm. Thì khi nó hiểu rồi nó sẽ thêm một cái là những quy tắc thêm vô, ví dụ như for thì sao for là gì, nó phải đưa quy tắc cho nó hiểu, sau đó nó mới hiện thực ở phía dưới à, để diễn dịch ra thành một tập ngôn ngữ dưới đặt lệnh ở phía dưới. Rồi từ cái ứng dụng đó chúng ta thấy automata sẽ ứng dụng để hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, như là quyển sách nói đọc nó biết từ này là gì gì gì, rồi mapping cái chuỗi đọc là gì vân vân, đều là những ứng dụng của automata. Cũng có thể là chúng ta đều dùng để kiểm thử những cái hệ thống thực tế, như kiểm thử phần mềm bất kỳ hệ thống nào chúng ta mô phỏng chỉ để kiểm thử đánh giá, simulation là mô phỏng lại. Thì thực ra cái automata có thể dùng không phải trong máy tính không đâu các bạn, bất kỳ cái gì gọi là hệ thống đều cần mô phỏng, mà mô phỏng thì mô phỏng của trạng thái thì chúng ta có thể dùng automata nha. Rồi automata cái đơn giản nhất rồi, cơ bản nhất rồi, vậy là hiểu những ứng dụng của nó ha, hiểu được automata là cái gì rồi, nhớ cái hình là nhớ automata thôi nha. Rồi automata ứng dụng sao, rồi ok chúng ta vì hoài thì trong cái nguyên cái bộ tài liệu slide này chúng ta chỉ tập trung cho việc hiểu mô phỏng ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Có nghĩa là gì, automata sẽ giúp chúng ta biết nhìn nhận một cái ngôn ngữ, hiểu một ngôn ngữ như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng mà đầu tiên muốn hiểu ngôn ngữ á, thì đầu tiên giống như hồi nhỏ chúng ta học hiểu ngôn ngữ, chúng ta bắt đầu từ gì, bảng chữ cái, nít nó học mà. Đầu tiên chúng ta phải học từng chữ trong bảng chữ cái, chúng ta học ngôn ngữ nào nó có gồm những cái đơn vị nhỏ nhất của nó là bảng chữ cái, sau đó chúng ta kết hợp những bảng chữ cái thành những cái từ, những cái chữ có nghĩa theo cái ngôn ngữ đó, rồi sau đó kết hợp theo quy tắc nào thành hình ngôn ngữ, thấy không. Đầu tiên chúng ta đi qua bảng chữ cái, thì bảng chữ cái là gì, bảng chữ cái chúng ta được ghi chú bởi sigma. Bảng chữ cái sigma là một cái tập hợp không rỗng và hữu hạn các biểu tượng hoặc các ký tự. Ví dụ chúng ta có thể ghi bảng chữ cái là sigma gồm hai ký tự, hai ký tự a nhỏ b nhỏ, hoặc cũng có thể chúng ta mô tả sigma là bảng chữ cái gồm hai ký số 0 và 1. Và chúng ta cũng có thể mô tả bảng chữ cái là giống như bảng chữ cái tiếng Anh từ a b c d e f đến z, hoặc chúng ta có thể dùng bảng mã ASCII để mô tả bảng chữ cái, mà chúng ta cũng có thể dùng bất kỳ biểu tượng nào, hình ảnh, minh họa, giống như tập sự kiện của Facebook chúng ta đấy, những cái mặt cười, mặt vuông, mặt méo, đủ à, bây giờ nhiều. Đó là điều có mô tả cái mô phỏng lại nhé. Rồi. Thì bảng chữ cái các bạn hiểu rồi. Thì khi qua bảng chữ cái rồi đó, thì kết hợp các bảng các ký tự trong bảng chữ cái lại thì chúng ta sẽ được từ, thu được từ. Từ có từ có nghĩa là từ không có nghĩa từ hợp lệ hay không á. Đầu tiên chúng ta phải định nghĩa từ. Từ hay chuỗi tiếng Anh có string, có nhiều tài liệu nói là string, có nhiều tài liệu rồi là word. À, thì một chuỗi từ U trên bảng chữ cái sigma là một cái gì, một cái chuỗi tuần tự, một cái tuần tự hữu hạn có thể là rỗng, các biểu tượng hoặc các ký tự trong bảng chữ cái sigma, được chưa. Thì có cái chuỗi đặc biệt là chuỗi rỗng được theo quy tắc được ký hiệu bởi epsilon trong tài liệu này, epsilon nha. Rồi thì cái chiều dài của một cái chuỗi á, chiều dài của một cái chuỗi á, thì nó được mô tả là gì, chiều dài của chữ U thì chúng ta ghi U gạch hai số dọc hai bên nha, số dọc hai bên đó là mô tả là số ký tự trong cái chuỗi đó, có được trong cái tử đó, kiểu chuỗi đó do hình thành đến chuỗi đó. Rồi kế tiếp là gì, người ta nói rằng khi có bảng chữ cái sigma thì sigma sao nè là mô tả gì, mô tả một cái tập hợp nó chứa tất cả các chuỗi có thể có trong bảng chữ cái sigma. Mình nhắc lại ha, cái mũ sao nè, cái mũ sao mà các bạn thấy đây nè, mũ sao nó là gì, nó là cái trong khái niệm automata nó gọi là cái sự là có thể lặp lại bao nhiêu lần cũng được, có thể lặp lại bao nhiêu lần cũng được nha. Rồi. Thì một cái ngôn ngữ L trên bảng chữ cái sigma thì nó sẽ là một cái tập hợp chứa các chuỗi, và tập hợp này sẽ là một cái tập con của sigma mũ sao, được chưa. Thì cái nhiệm vụ của ngôn ngữ của thực ra nguyên cái chương này, nhiệm vụ của chúng ta sẽ tập trung về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đó là gì, tập trung gì, làm thế nào chúng ta muốn xử lý được ngôn ngữ tự nhiên thì chúng ta phải hiểu ngôn ngữ đó,
muốn hiểu ngữ nào chúng ta phải có cách lưu trữ ngôn ngữ đó trên máy tính, hay dùng ngôn ngôn từ môn này gọi là chúng ta có cách mô hình hóa ngôn ngữ đó trên máy tính. Thì mô hình hóa em biết, nhưng mà mô hình hóa như thế nào, chúng ta đưa một cái chuỗi vào hệ thống thì chúng ta phải hiểu là chuỗi đó thực sự là hợp lệ hay không hợp lệ, hay là chuỗi đó có phải là thuộc về cái ngôn ngữ chúng ta đang quan sát hay không. Được chưa? Rồi. Thì cái việc này là việc chính yếu mà chúng ta sẽ khảo sát trong vòng 3 buổi này nhé. Ví dụ giờ xét cái bảng chữ cái có hai ký số 0 và 1 thì chúng ta sẽ có epsilon là một cái chuỗi có kích thước là 0. Chuỗi chứa ký số 0 hoặc là ký số 1 sẽ là những cái chuỗi mà có chiều dài là 1. Chuỗi 00, 01, 10 và 11 là những chuỗi có chiều dài là 2. À, tiếp đó chúng ta sẽ mô tả tiếp một số cái khái niệm đặc biệt, ví dụ như tập rỗng. Tập rỗng là một cái ngôn ngữ, tập rỗng là một ngôn ngữ giống như một chuỗi. Tập rỗng là một ngôn ngữ trên bảng chữ cái sigma mà nó gọi là ngôn ngữ rỗng. Lưu ý nha, chuỗi rỗng và ngôn ngữ rỗng nó khác nhau. Tập rỗng mô tả là ngôn ngữ rỗng, còn ngôn ngữ chứa chuỗi rỗng thì được viết tắt ở biết bởi cái tập hợp mà chứa một cái chuỗi rỗng, rồi là ngôn ngữ chứa chuỗi rỗng. Nhớ ok rồi. Thì sigma mũ sau có cái ngôn từ định nghĩa cho nó gọi là ngôn ngữ vũ trụ. Ngôn ngữ vũ trụ như thế nào gọi là ngôn ngữ vũ trụ? Ngôn ngữ vũ trụ là nói gì cũng hiểu đó. Hãy đây, từ nào, chuỗi nào trên bảng chữ cái sigma đều thuộc về sigma mũ sau cả. Sigma mũ sau chứa tất cả các chuỗi có thể có, như vậy nó là ngôn ngữ vũ trụ, cái gì nó cũng chấp nhận hết. Được chưa? Rồi thì chúng ta để nói về ngôn ngữ thì chúng ta có thể mô tả là gì, ví dụ một ngôn ngữ gồm 3 chuỗi 0, 0, 0, 0, 0, 1 là một ngôn ngữ trên bảng chữ cái sigma. Được chưa? Chúng ta có thể diễn đạt nhiều cái ngôn ngữ bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ như chúng ta mô tả như sau: tập hợp các chuỗi mà chứa số lượng lẻ ký số 0 thì đây là một ngôn ngữ trên bảng chữ cái sigma. Một ngôn ngữ khác có thể mô tả là một tập hợp các chuỗi chứa số lượng 0 và số lượng 1 như nhau, cũng là một ngôn ngữ trên sigma, trên bảng chữ cái sigma. Được chưa? Rồi. À, rồi chúng ta đi tiếp nha. Thì nói về chuỗi thì chúng ta sẽ có phép kết chuỗi. Như chúng ta đã học rồi, phép kết chuỗi. Ví dụ như 01 nhân với 10 thì chúng ta có thể ra kết quả là 0110. Lưu ý rằng 01 nhân với 10 tức là 01 kết với 10 thì ra 0110. Nhưng mà 10 mà kết với 01 thì ra là 1001. Hay nói khác, cái phép kết chuỗi không có tính chất giao hoán. Ok. U nhân V sẽ khác V nhân U nha. Phép kết chúng ta dùng dấu nhân hoặc là không ghi gì đó, UV hoặc là ghi U nhân V cũng được nha. Và có đặc điểm đó là lưu ý rằng chuỗi rỗng, chuỗi rỗng có đặc tính là gì? Rỗng nhân với 110 sẽ ra là rỗng. Epsilon nhân với 110 sẽ ra epsilon, sẽ ra 110. 110 nhân với epsilon sẽ ra 110. Ok nha. Rồi. Lưu ý ha, phép kết chuỗi là kết chuỗi hai chuỗi U và V thì chúng ta ghi chú là U nhân V hoặc ghi UV cũng được nhé. Rồi. Giờ quay lại ngôn ngữ. Thì tiếp về ngôn ngữ. Ta biết ký tự rồi, nói về chuỗi rồi, giờ nói về ngôn ngữ. Thì để mà mô tả cái ngôn ngữ á, thay vì nói bằng lời như nãy, ngôn ngữ là gồm tập hợp các chuỗi chứa số lượng lẻ số 0. Quên phức tạp. Ha, thì bây giờ có 3 cách giới thiệu các bạn, 3 cách trong chương này, là trong slide này chứa 5 cách. Và đầu tiên giới thiệu các bạn 3 cách cơ bản trước. Cách thứ nhất đó là gì? Đơn giản nhất là cách liệt kê. Ví dụ ngôn ngữ L1 gồm các chuỗi epsilon 0 và chuỗi có một ký số là 1, gồm 3 chuỗi. L2 gồm các chuỗi A, AA, AAA, AB và BA. Được chưa? Các bạn thấy cách mà liệt kê làm gì nó rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Nhưng mà chính việc cụ thể rõ ràng cũng dễ hiểu. Tại sao vậy? Như các bạn thấy như ngôn ngữ L3 hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào nó có quá nhiều chuỗi chúng ta. Nói cái gì về góc độ người dùng rất là khó. Và cái thứ hai là gì? Đặc biệt là những ngôn ngữ mà vô hạn giải thích sao? Mô tả rất khó mô tả. Đúng không? Ví dụ trong trường hợp L3 các bạn thấy là gì? Nó gồm các chuỗi gì? Chuỗi rỗng AB, AABB, AAA, BBB, AAAA, BBBB. Có nghĩa là sao? L3, mình nghĩ ở đây mọi người đều ngầm định hiểu được ngôn ngữ L3 là gì. Thay vì chúng ta diễn đạt rất là nhiều lời, chúng ta ghi liệt kê cũng được. Có nghĩa là sao? Ngôn ngữ L3 gồm các chuỗi mà nó chứa các ký tự A và B sao cho bất kỳ ký tự A nào cũng xuất hiện trước bất kỳ ký tự B nào. Và đồng thời cái số lượng ký tự A
phải bằng số lượng ký tự B. Đồng ý không? Rồi, ok. Dạ. Yeah. Thì tương ứng như vậy thì chúng ta có cách thứ hai, cách phương thức thứ hai. Phương thức thứ hai thì nó làm cái gì? Nếu như một cái ngôn ngữ mà nó có một cái quy tắc mà chúng ta có thể mô tả được một cách toán học, ví dụ như ngôn ngữ L3, chúng ta có thể mô tả bằng L4, là nó mô tả L3 và L4 cùng mô tả cùng một ngôn ngữ. L4 nó ghi là A mũ N, B mũ N, tức là L4 gồm tập hợp các chuỗi có dạng A mũ N, B mũ N, có nghĩa là N ký tự A và N ký tự B, sau đó với N có thể là cái giá trị từ 0, 1, 2, vân vân, được chưa? L5 là ngôn ngữ mô tả gồm các chuỗi mà được hình thành bởi hai chuỗi con có giá trị đối xứng nhau. Ngôn ngữ L6 là ngôn ngữ gồm được hình thành bởi các ký tự A và B sao cho số lượng ký tự A và số lượng ký tự B xuất hiện là như nhau. Được chưa? Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba là gì? Là chúng ta có thể dùng văn phạm. Cách này sẽ được hiểu và dùng nhiều trong môn nguyên lý ngôn ngữ lập trình cho các bạn CS. Các bạn CE mà có điều kiện thì nên học tham khảo thêm cho có kiến thức nhé. Rồi, thì văn phạm mà để mô tả ngôn ngữ, người ta nói rằng cần bốn cái thành tố. Thành tố thứ nhất là N, nó mô tả gì? Tập hợp các nhãn. Nhãn nha, chứ không phải ký tự. Tập hợp các nhãn. Thành tố thứ hai là mô tả là tập hợp các ký tự sử dụng trong cái ngôn ngữ này. Đúng, bản chữ cái á. Rồi, tương ứng T là tương ứng bản chữ cái. Thành tố thứ ba là gì? Nó gọi là tập luật sinh. Tập luật sinh nha, chút nữa giải thích thêm tập luật sinh. Và thành tố thứ tư là gì? Trong số các nhãn thì sẽ phải chọn một nhãn, để mà nhãn là nhãn khởi đầu để sinh ra tất cả mọi thứ, nhãn duy nhất để sinh. Trong trường hợp này là S, được chưa? S. Bây giờ quay lại, chúng ta thấy xem xét cái tập luật sinh. Tập luật sinh đây này, chúng ta thấy gì? Ở đây thì S người ta diễn đạt là gì? Có hai luật sinh. Thứ nhất, S có thể được sinh ra bởi A nhỏ S B. Thứ hai, S có thể được sinh ra bởi A B. Được chưa? Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta thấy nè. S có thể được sinh bởi A B, có nghĩa rằng chuỗi A B có thể được sinh ra. Hay nói cách khác, chuỗi A B là một chuỗi thuộc về ngôn ngữ được mô tả bởi văn phạm này, grammar này, được chưa? Vì vậy thì hỏi ngoài AB còn chuỗi nào nữa, thì chúng ta có khả năng từ những cái tập luật sinh chúng ta có thể suy diễn. Các bạn thấy cái cách tập luật sinh nó sẽ nó không có phải biểu diễn như toán học, nhưng mà nó sẽ diễn dịch được rất nhiều thứ. Ví dụ chúng ta lấy hai luật sinh thì nó tạo được bao nhiêu chuỗi, thì chúng ta thấy như sau. Ví dụ như S có thể sinh ra được AB bởi AB, mà S cũng có thể sinh ra bởi SAS. Trong trường hợp chúng ta dùng SAS thì cái S trong, xin lỗi, SAB, thì S trong SAB có thể được sinh ra bởi AB, thì lúc đó chúng ta sẽ thu được kết quả là AABB. Thấy kịp không? AABB. Như vậy trong trường hợp AABB thì chúng ta sẽ ghi lại nó đơn giản là A bình phương B bình phương. Như vậy A bình phương B bình phương cũng là một chuỗi thuộc ngôn ngữ này. Được chưa? Nếu như ASB đây nè mà có S được sinh ra bởi không phải AB mà là ASB, thì chúng ta sẽ thu được là A bình phương SB bình phương. Được chưa? A bình phương SB bình phương. Và cái S trong A bình phương SB bình phương nếu được sinh ra bởi AB thì chúng ta sẽ thu được A mũ 3 B mũ 3. Vân 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 vân. Hay nói khác, cái văn phạm mà chúng mô tả trên bảng nó ở trên slide này, nó cũng dùng để mô tả ngôn ngữ được mô tả bởi L3 và L4. Được chưa? Thì cái luận suy diễn này nó cũng là cái khởi đầu cho cái khái niệm sau này các bạn sẽ thấy là trí tuệ nhân tạo á, có cái ngôn ngữ nó dùng để giới thiệu thêm ngôn ngữ nó không, các bạn học ngôn ngữ C vân vân thì nó làm gì? Chúng ta chỉ cho máy tính cụ thể nó làm cái gì. Nhưng có số ngôn ngữ thì nó làm gì? Tức là nó gọi là ngôn ngữ khai báo, ta chỉ cần khai báo thôi, việc còn lại máy tính nó làm. Thì từ cái những cái trường phái ngôn ngữ khai báo á, là nó đúng là nó thông minh hơn, đúng không? Thông minh hơn. Thì đó là những cái nhánh phát triển trí tuệ nhân tạo là gì? Làm sao mà thấy được cái máy tính nó cũng một cái sự thông minh của nó giống con người, nó tự mày mò được. Chúng ta có thể là xây dựng những cái luật sinh và nó phải trong cái không gian tìm kiếm nó tìm ra những cái nghiệm nào phù hợp. Nga có những ngôn ngữ làm như vậy. Rồi sau này có những dòng ngôn ngữ khác nữa nha. Rồi. Thì hy vọng là sau này các bạn học thêm thôi, giới thiệu thêm cho các bạn thôi. Nha. Rồi ok, đi tiếp.
Thì đây là chúng ta hiểu văn phạm rồi đúng không? Rồi, nói nhiều quá, giờ cho cái bài tập nhỏ nhỏ đi. Ví dụ như chúng ta có ví dụ minh họa văn phạm khác, dù grammar G1 là bốn thành tố, thứ nhất là có nhãn. Ở đây tập các nhãn thì cũng chỉ có một nhãn S. Tập ký tự thì cũng có hai ký tự A nhỏ B nhỏ, nhưng mà tập luật sinh nó khác. Hồi nãy là tập luật sinh đó là S có thể được sinh ra bởi ASB hoặc là AB, thì ở đây nó ghi là S có thể được sinh ra bởi ABS hoặc là AB. Các bạn có thể ghi hoặc bằng cách là các bạn gạch sổ xuống, hay giữa các bạn có thể ghi là S được sinh ra bởi ASB hoặc ABS hoặc là S sinh ra AB, thì chúng ta có thể sổ S bằng cái này, hai cái là tương đương nhau, được chưa? S có thể được sinh ra bởi ABS hoặc là S có thể được sinh bởi AB. Mình lấy cái ví dụ kế tiếp cho các bạn hiểu về văn phạm hơn. Thì trong trường hợp G2 này nè, thì các bạn thấy tập nhãn nó có thể là S hoa, A hoa hoặc là B hoa. Chúng ta thấy không? Rồi. Bảng chữ cái là A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ. Được chưa? Và các bạn thấy nè, nhưng mà cái thành tố tập luật sinh đó nè là gồm rất nhiều luật sinh. Nhưng mà cái thành tố thứ tư nó nói rằng S phải là luật sinh xuất phát bắt đầu. Hay nói khác, chúng ta có nhãn S, có nhãn A, nhãn B, thì AB dùng để phục vụ cho S thôi, chứ nó không phải nhãn chính. Nhãn chính là S, thì chúng ta thấy gì? S có thể được sinh ra bởi AB, đúng không? A lớn, B lớn. Mà A lớn có thể được sinh ra bởi A nhỏ, A lớn, B nhỏ, hoặc là A nhỏ, B nhỏ. Và B lớn có thể được sinh ra bởi B lớn C hoặc là Epsilon. Theo kịp không? Với trong trường hợp cái grammar 2 này các bạn thấy, ví dụ như grammar 2 này ha, thì nó sẽ có gì? Cái ký tự, cái chuỗi mà nhỏ nhất trong grammar L2 là gì? Nó được sinh ra bởi S được sinh ra bởi AB, đúng không? Mà A thì có thể được sinh ra bởi AB, B thì có thể được sinh ra bởi Epsilon. Epsilon chúng ta phải viết tắt là chữ E nha, mình mở cái note ra, các bạn mở cái note, các bạn thấy mình nhắn ha. Như vậy thì S nó chính là được sinh ra bởi AB nhân E, được chưa? Nhưng AB nhân E không gọi là chuỗi. AB nhân E theo cái slide mà chúng ta đã học, E là epsilon đó nha, epsilon nhân với AB thì sẽ ra là AB, AB nhân với epsilon thì cũng ra là AB luôn. Hay nói cách khác, cái chuỗi mà nhỏ nhất mà thuộc về S, thuộc về cái ngôn ngữ này, đó là AB. Thấy kịp không? Thứ hai, bây giờ lấy một cái ví dụ thứ hai đi. Bây giờ nếu như mà chúng ta có ví dụ khác, chúng ta có thể làm cái gì? Thì chúng ta chọn cái ví dụ khác. Ví dụ như mình chọn là cũng ngôn ngữ L2 luôn cho nó dễ minh họa ha. B sinh ra bởi BC. S được sinh ra bởi AB. A được sinh bởi AB nhỏ nhỏ và nhỏ, nhưng B được sinh bởi BC. Như vậy thì trong BC chúng ta được gì? S nó sẽ được sinh ra bởi, như vậy thì S nó sẽ được sinh ra bởi AB, A nhỏ, B nhỏ, BC. Đúng chưa? Mình hãy thấy vào. Và nếu trong trường hợp đó, nếu như B nó được sinh ra bởi Epsilon, thì chúng ta sẽ được kết quả là S được sinh ra bởi ABC. Như vậy chuỗi ABC cũng là một chuỗi được mô tả bởi ngôn ngữ có văn phạm G2. Các bạn có hỏi gì không? Có thắc mắc gì không? Không có đúng không? Không có thì mình sẽ có cái bài tập đầu tiên cho các bạn. Thì trong cái bài tập đầu tiên á, kêu máy à. Để xíu nha. Để kêu máy. Ok. Các bạn có, mình mới up lên cho các bạn hai bài, bài EXO 1A và EXO 1B nha, trên cái link của lớp á. Cái chỗ E mình coi nó như là một cái này. E nó, nếu như E là epsilon á, không? Viết tắt E là epsilon. Nếu epsilon nó đứng một mình đó thì chúng ta ghi epsilon. Còn nếu epsilon mà đứng chung với ai thì đều bằng cái giá trị đó hết, cho nên chúng ta không cần ghi epsilon trong trường hợp đó. Được chưa? Rồi.
Còn bạn nào thấy hơi nhanh đó thì thời gian chúng ta chỉ có 2 tiếng giới hạn thôi, nên có gì chúng ta có thể quay về video clip các bạn về thêm xem thêm. Nhưng để hiểu ở đây á, thì chúng ta có hai cái bài tập nhỏ nhỏ. Bài tập thứ nhất EXO 1A, bài tập thứ hai là EXO 1B. Đầu tiên các bạn sẽ làm bài tập EXO 1A trước nha. Mình có up lên trang của lớp á. Thì trong cái bài tập EXO 1A nó hỏi gì? Mình giải thích cho các bạn thêm. Đó là nó hỏi cái ứng với lại cái ngôn ngữ của G1 nè. Thì các bạn cần tìm 5 cái chuỗi mà có chiều dài nhỏ nhất. Ví dụ như chúng ta có 5 chuỗi có chiều dài nhỏ nhất rồi, thấy không? Thì chúng ta làm gì nữa? Thì chúng ta làm cách nào đó chúng ta sắp xếp nó lại theo cái thứ tự mà so sánh chuỗi. So sánh chuỗi thì nó sẽ theo thứ tự là alphabetical order. Thấy kịp không? Như thế nào là so sánh chuỗi gọi là alphabetical order? Ví dụ như giả sử chúng ta có các chuỗi là A nhỏ, AA nhỏ, AAB, B, BA và BB. Thì cái phép so sánh chuỗi mà tuân theo thứ tự alpha B nó làm cái gì? Nó sẽ lấy hai chuỗi nó so sánh, bắt cặp hai chuỗi nó so sánh. Thì nó so sánh sao? Nó lấy ký tự số 1 của chuỗi thứ nhất với lại ký tự số 2, xin lỗi, ký tự số 1 luôn của chuỗi số 2. Nó so sánh với nhau. Nếu như ký tự số 1, ký tự của chuỗi ký tự thứ nhất của chuỗi số 1 theo thứ tự alpha B nó trước ký tự số thứ nhất của chuỗi số 2, thì ta nói rằng chuỗi số 1 nhỏ chuỗi số 2 và chuỗi số 1 cần phải đặt thứ tự trước chuỗi số 2. Trường hợp hai này bằng nhau thì sao? Ký tự thứ nhất của chuỗi số 1 bằng cũng là ký tự số nhất của chuỗi số 2, thì sẽ so sánh ký tự thứ hai của chuỗi số 1 với ký tự thứ hai của chuỗi số 2. Được chưa? Trường hợp mà ký tự thứ hai của chuỗi số 2 không có thì chuỗi số 2 xem như nhỏ của chuỗi số 1. Còn nếu không thì nó so sánh tiếp theo thứ tự alpha B. Được chưa? Ví dụ ở đây chúng ta thấy là gì? Mình mới nhắn cái tên á. A nó sẽ là nhỏ hơn AA, nó phải đứng trước AA. AA nó sẽ đứng trước AAB. Nhớ nha. Và AB đứng trước B. Đây rõ ràng AB là bậc chủ ba ký tự, nhưng mà không, A nó so sánh B nó đứng trước rồi, xong AB cần phải đứng trước B. Nha. Rồi nhớ logic đó. Thì khi chúng ta ra được kết quả, chúng ta sắp thứ tự lại rồi ghi đáp án. Và trong cái đáp án các bạn thì có giữa chúng ta tìm được 5 cái chuỗi ngắn nhất, rồi sọt nó lại theo thứ tự alpha B. Và chúng ta trả về đáp án thì nhớ không có ghi khoảng cách gì hết nha, mình sử dụng cái công cụ để chấm tự động trên hệ thống á để chúng ta phát hiện ra, xác định được ai sẽ là người trả lời tốt nhất. Người trả lời tốt nhất là người trả lời đúng nhất trong lớp. Và trong số các bạn trả lời đúng nhất, mình sẽ chọn cái bạn mà trả lời sớm nhất thì chúng ta sẽ khảo sát đáp án của bạn nhé. Rồi, thì trong cái câu đề này nó là hỏi gì? Nó có 4 câu. EXO1A có 2 câu và EXO1B có 2 câu. EXO1A có 2 câu. Câu thứ nhất đó là hãy xác định 5 chuỗi ngắn nhất thuộc về ngôn ngữ được mô tả bởi G1, có văn phạm là G1. Và câu hỏi số 2 là gì? Chọn 5 chuỗi đó chúng ta cần đáp án vào theo thứ tự alpha B, so sánh chuỗi. Cái thứ hai là chúng ta phải mô tả, không cần các string đó, các chuỗi nó không cần cách nhau, không cần có khoảng trắng, nhưng mà nó phải có cách nhau bằng dấu phẩy nha các bạn. Rồi. Cái thứ hai là các bạn, câu số 2 đó là chúng ta chọn tìm ra được là xác định được cái đặc tính của cái chuỗi, cái ngôn ngữ đó. Ví dụ như đặc tính của ngôn ngữ chúng ta thấy giống như trường hợp số 2 nè, là một cái tập hợp. Chúng ta chọn cái đặc tính nào mô tả, tức là cái cách thứ hai nào biểu diễn cho cùng ngôn ngữ, được chưa? Rồi. Còn câu hỏi EXO 1B, khi các bạn làm được EXO 1A rồi, các bạn làm EXO 1B. EXO 1B thì nó làm đó là gì? Nó chính là nó cũng tương tự thôi. Nó hãy tìm, các bạn cần tìm 6 cái chuỗi ngắn nhất của cái ngôn ngữ có văn phạm G2, sau đó chúng ta sắp thứ tự nó lại và chúng ta trả lời đáp án tương ứng cho đúng không? Rồi sau đó chúng ta xác định cái đặc tính của ngôn ngữ được mô tả mà có văn phạm G2. Có ai hỏi gì không? Nếu không hỏi thì các bạn có 10 phút để làm. Tại vì câu hỏi chung mở bài lên các bạn mới hiểu, thì khi mở bài chúng ta chỉ có 10 phút để làm nha. Rồi bắt đầu làm bài 1A trước rồi mới mở 1B nha. Rồi bắt đầu làm đi. Có ai hỏi gì nữa không? Có hỏi thì giơ tay lên. Rồi không hỏi thì mình giữ yên lặng cho các bạn làm. Các bạn được phép thảo luận nhau thoải mái, như đừng có nhắn tin đây, chúng ta tạo cái kênh khác chúng ta thảo luận với nhau ha. Còn muốn mà thảo luận trên lớp mà nhắn tin nhau thì các bạn lên trên cái trang lớp á, mình có một cái link á là để thảo luận tất cả thắc mắc câu hỏi gì để thảo luận với nhau, thì rảnh thì lên thì trả lời chung cũng được, có kênh thảo luận chung trên lớp, về nhà muốn hỏi gì thì hỏi đó, mọi người cùng thống nhất. Còn đây các bạn muốn thảo luận gì trên đó hoặc là bên kênh ngoài cũng được, nhưng cố gắng tự làm được các bài tập không có, tự làm được nha. Rồi.
giống như mình ghi đó, Trình Trần Khang Thịnh đây, 5 string không cách nhau là sao? Nó phải có cách nhau bởi dấu phẩy nha. Giống mình ghi vậy nè, mình ghi ví dụ nè, các bạn ghi đừng có dấu hai chấm. Cái ví dụ các bạn có 5 có 5 string đúng không, giả sử là 5 kết quả các bạn lại là 5 string, các bạn ghi như vậy là xong, được chưa? Rồi vậy nha, rồi làm việc đi nha. Ok, hết thắc mắc đúng không? Rồi làm nha, mình giữ yên lặng 10 phút cho các bạn làm việc.
Các bạn lưu ý là mỗi người chỉ trả lời một lần thôi nha, nên cân nhắc kỹ. Thấy nhiều bài bạn làm bài số 2 một B nhanh quá mà sai hết trơn à. Nha, chờ coi ai có kết quả đúng nhất chúng ta sẽ thảo luận với nhau.
Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau coi kết quả ai sẽ là nhà vô địch. Ôi trời ơi, có làm EXO-1B không? Mình sẽ coi nhà vô địch là làm được đúng cả hai bài EXO-1A và EXO-1B. 1A để khởi động, 1D cũng 1B cũng mới tập thể dục nhẹ nhẹ thôi. Thấy không? Giờ hỏi 4 giờ 56 người ta làm gần hết rồi, ông Phan Minh Tân năm sau làm tiếp nha. Rồi coi, hãy coi kết quả các bạn làm đây. 1A. Thì chúng ta sẽ, đây là kết quả của các bạn làm ở bài 1A nhé. Yeah. Thì chúng ta sắp thứ tự theo cái bài đã hoàn thành, phải không? Có nhiều bạn ở cô gái Đặng Thị Diễm Quỳnh cũng làm đúng là, nhưng mà không phải là phải là người làm sớm nhất, mà chúng ta sẽ xếp thứ tự hạng làm sớm nhất từ dưới lên. Coi coi đây nè. Rồi các bạn đều có nộp hết, các bạn đã đăng ký đều có nộp hết, và bạn làm sớm nhất đó là nộp bài kết quả sớm nhất là 4 giờ 40 phút, đó là Hà Phan Thiên Phú, phải không? Rồi nhưng mà chúng ta xem thử coi Hà Phan Thiên Phú có làm đúng bài số 2 không? Phan Thiên Phú. À, Phan Thiên Phú sai câu kế, câu số 4 rồi. Chọn bạn khác. Lê Hoàng Minh Tú, phải không? 4 phút 42 Lê Hoàng Minh Tú. Lê Hoàng Minh Tú. Sai câu số 3, vẫn chưa ok. Coi bạn nào sẽ là người trả lời tốt nhất nhá. Rồi. Trần Hoàng Nhật Huy. Trần Hoàng Nhật Huy. Coi có ai trả lời Trần Hoàng Nhật Huy. Cũng sai câu số 3. Chà, đề mới khởi động mà sao khó dữ vậy? Không kiếm được người nào hoàn hảo hết vậy. Nguyễn Hoàng Bảo Hùng. Coi thêm mấy bài nữa thôi nha. Nguyễn Hoàng Bảo Hùng. Nguyễn Hoàng Bảo Hùng. Nguyễn Hoàng Bảo Hùng. Ôi chà, cũng sai câu số 2 luôn, câu số 3 luôn. Rồi Lê Anh Vũ, Lê Anh Vũ và Lê Phương Khuê. Lê Anh Vũ, Lê Phương Khuê và Nguyễn Thanh Sang cũng sắp xỉ nhau. Ok, Lê Anh Vũ trước đi, Lê Anh Vũ. Dạ, dạ alo em nghe thầy. Không có, coi kết quả của em. Ôi ôi, bài số 1 đúng, bài số 2 sai cực lớn. Này chắc rùa rồi. Lê Phương Khuê sai câu số 3. Bạn nào sẽ là tốt nhất rồi, nãy mình coi thấy mà giờ không thấy nữa ta. Nguyễn Thanh Sang. Nguyễn Thanh Sang cũng chưa được, bây giờ coi. Vậy thì bài số 2 khó hơn đúng không? Mình lấy ngược lại. Coi bạn nào nộp. À, Đoàn Di Long là đúng bài số 2 nè. Đoàn Di Long đúng bài số 2. Nhưng bài số 1 thì sao? Đoàn Di Long. Trời, bài số 1 lại sai. Sai ngay câu đầu tiên nữa mới ghê chứ. Đâu có bạn nào đúng được 2 câu không? Đúng hết 4 câu không? Phan Hoàng Phúc. Mình nhớ có mà ta nãy mình coi thấy. Đây nè, dễ lắm. Mình coi đây nè. Lâm Phan, Lâm Phạm Trọng Phúc. Lâm Phạm Trọng Phúc đây, Lâm Phạm Trọng Phúc. Rồi có Phan Hoàng Phúc hơn được Lâm Trạm Phạm Trọng Phúc không? Phan Hoàng Phúc. Lâm Phạm Trọng Phúc là người có trả lời đúng hết tất cả 4 câu. Phạm Trọng Phúc. Xin lỗi, Phan Hoàng Phúc. Phan Hoàng Phúc. Phan Hoàng Phúc sai. Rồi, như vậy là nhà vô địch để là Lâm Phạm Trọng Phúc. Xin chúc mừng bạn Lâm Phạm Trọng Phúc. Chúng ta sẽ coi kết quả của bạn nhé. Kết quả 1A và Lâm Phạm Trọng Phúc. Kết quả bài 1B. Được chưa? Rồi chúng ta coi kết quả 1A. Đây kết quả của bạn. Vậy thôi. Đây là người kết quả của người hoàn hảo đây. Đáp án trắc nghiệm cũng đúng luôn đúng không? Câu B. Câu B là gì? Đấy. À không, cái này là câu... câu ấy, câu 1A, câu 1B đây nè, câu 1B mới khó chứ câu 1A dễ quá. Đây. Ủa. Đây là gì vậy?
Câu 1A luôn vậy. Câu 1B đâu? Câu 1B đây. Mình lấy bằng của bạn nào ta? Của bạn Lâm Phạm Trọng Phúc mà. Lâm Phạm Trọng Phúc đâu? Đây, xin lỗi, đi nhầm. Đây, 1B đây. Chúng ta kiểm tra kết quả. Câu trắc nghiệm đây thì dễ rồi, nhớ không? Rồi, dễ quá. Có thắc mắc gì không? Dạ, không thắc mắc không? Rồi, đây. Ok. Rồi. Nhá. Bây giờ lấy mẫu một bạn sai kia coi, xem thử coi. Bạn này coi, bạn làm gì? Gì mà sai chơi này? Ôi trời ơi, sai là phải rồi. A, B, C mà đứng trước A, B, A, B là sai chắc cú rồi. Nghe không? Mà chưa kể câu phần trắc nghiệm sao mà sai nữa thì thôi rồi. Nhớ về luyện lại thêm nha. Các bạn nào làm sai, chúng ta mới khởi động thôi, chúng ta đi tiếp nha. Em ứng cả dấu cách. À, bây giờ bạn nào thắc mắc Đoàn Duy Long hả? Thôi kệ nó đi, ráng chịu đi. Có đáp án thấy rồi ha. Chúng ta matching thôi, bài toán nó chỉ matching thôi. Rồi, thời gian có hạn nên chúng ta đi tiếp nha. Là xếp theo độ dài trước ký tự sau là sao? À, Nguyễn Hoàng Bảo Hùng không hiểu đề hả? Chúng ta cần phải chọn ra 5 hoặc 6 chuỗi có kích thước ngắn nhất. Được chưa? Tùy mỗi đề nó sẽ có, không có chọn lựa nữa, chỉ có nhiêu đó thôi. Nó sẽ tức định. Rồi sau đó chúng ta phải so sánh chuỗi với nhau chứ. Phải so chuỗi, không biết là lập trình, học lập trình chưa? Ai à? Thầy nào dạy vậy? Đây, có học kỹ thuật lập trình chưa? Rồi, phép so sánh chuỗi nha. Rồi, tiếp. Rồi. Thì khi mà chúng ta có ngôn ngữ á, thì ngôn ngữ chúng ta theo chúng ta biết á, là được biết là ngôn ngữ dùng để mô tả cái tập hợp các chuỗi hợp lệ. Như vậy thì ngôn ngữ là một cái kiểu tập hợp, thì nó sẽ sử dụng các toán tử trên tập hợp, ví dụ tập hội, phép giao, phép khác nhau, phần bù, vân vân, phải không? Rồi. Thì nó còn thêm một phép là phép nhân. Phép nhân ví dụ như L1 nhân với L2, nó sẽ sinh ra cái ngôn ngữ mới mà gồm tất cả các chuỗi được hình thành bởi hai chữ con U và V, sao cho U là thuộc về L1 và V thuộc về L2. Thấy kịp không? Rồi, đó là phép nhân. Thế trong trường hợp L1 nó bằng với L2 thì chúng ta sẽ được là L1 nhân với L1 sẽ bằng L1 bình phương. Chúng ta sẽ ghi L1 bình phương. Phải không? Nó gọi là hàm mũ. Ví dụ chúng ta có L như L đó, L bình phương, L như L, như L đó, L một mũ 3. Được chưa? Như vậy chúng ta đã biết L mũ N là gồm N, N với L kết hợp với nhau. Lặp lại N là lực, đúng không? Lặp lại N là lực. Vậy thì N là mũ 0 là gì? Lặp lại 0 lần hả? Lặp lại 0 lần là sao? Lặp lại không đừng theo định nghĩa nha, gọi là thống nhất với nhau trong kiến thức automata, thì L mũ không vẫn tồn tại. Nó gồm, nó chính là một cái tập hợp chứa chuỗi rỗng, không lần nào tức là rỗng nha. Rồi bây giờ khái niệm rõ hơn về L mũ sao nè. Khi có ta có L mũ không mũ một rồi, chúng ta sẽ mô tả L mũ sao là gì. Nhắc lại ký hiệu mũ sao có thể lặp lại bao nhiêu lần cũng được, có thể lặp lại bao nhiêu lần cũng được. Ví dụ này chúng ta L mũ sao là mô tả là phép hội của các ngôn ngữ là L0, L1, L mũ 2, L mũ 3, vân vân. Vô hạn. Đây L mũ N vô hạn luôn. Được chưa? Tức là chúng ta muốn lặp lại bao nhiêu lần cũng được, mà bắt đầu từ 0 lần cũng được luôn. Thì có một cái giới hạn, một cái mô tả mở rộng. Đó là L mũ cộng. Dấu cộng nó khác chỗ sao, chỗ đôi khi con số tài liệu nó giới thiệu là L mũ cộng. Dấu cộng là gì? Có nghĩa là cũng là có thể lặp lại bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà tối thiểu phải lặp lại một lần. Nó khác nhau là L mũ sao có chứa L mũ không, L mũ cộng không chứa L mũ không. Đó là điểm khác biệt. Được chưa? Rồi. Ví dụ, giả sử chúng ta có bảng chữ cái A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ. Có ngôn ngữ L1 là gồm 3 chuỗi AB, AAB và L2 gồm 3 chuỗi BCA và BAC. Như vậy khi chúng ta kết hợp L1 với L2 hội lại, nó sẽ ra ngôn ngữ gồm 5 chuỗi. Được chưa? L1 giao L2 nó gồm một ngôn ngữ gồm có 1 chuỗi thôi. Vân vân. Nếu như chúng ta
dùng hàm mũ, ví dụ như chúng ta xét ngôn ngữ L chính là L1 hội với L2, chúng ta được một cái ngôn ngữ gồm 5 chuỗi ABA, BCA và BAC. Khi đó khi chúng ta lấy L những L, chúng ta sẽ được một cái chuỗi, một cái ngôn ngữ gồm 25 chuỗi như trên bảng, được chưa? Không có trùng nhau, tại tập hợp không trùng, chúng ta kết vô cũng không trùng luôn nha. 25 phần tử giờ. Ok, không mắc mắc ha. Rồi tiếp, bây giờ bài tập nhỏ nhỏ. Bây giờ giả sử chúng ta có cái mảng chữ cái, xét mảng chữ cái A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, thì các bạn cần xác định ứng với mỗi ngôn ngữ bên dưới đây, cần xác định 5 cái chuỗi. Không, 5 cái chuỗi. Ví dụ 5 cái chuỗi thuộc ngôn ngữ đó. Ví dụ trường hợp số 1, ngôn ngữ số 1 thì ta có gì? Tất cả các chuỗi mà có chính xác 1 chữ A thì ta có thể trả lời. Các bạn lát nữa mình sẽ gọi, các bạn sẽ chuẩn bị nha. Đúng rồi, ok. Thì chúng ta sẽ ghi A, AB như là bạn Vàng Duy Long trả lời, đúng không? Nhưng mà nhớ ghi 1, 2 chấm đầu để mà khỏi để phân biệt với nhau. Thì các bạn lưu ý, ngôn ngữ thứ nhất đó là ngôn ngữ gồm các chuỗi mà có chính xác 1 chữ A. Ngôn ngữ trong trường hợp thứ hai là ngôn ngữ gồm các chuỗi có chiều dài chẵn. Ngôn ngữ thứ ba là ngôn ngữ gồm các chuỗi mà có số lần xuất hiện chữ B chia hết cho 3. Ngôn ngữ thứ tư là ngôn ngữ gồm các chuỗi kết thúc bởi chữ A. Đúng không? Ngôn ngữ thứ năm là ngôn ngữ không rỗng, gồm các chuỗi không rỗng và không được kết thúc bởi chữ A. Thôi mình làm 5 cái rồi, mấy cái kia các bạn về nhà làm nha. Cái thứ nhất thì chúng ta đã làm rồi. Thì các bạn có, mình để các bạn 1 đến 2 phút chuẩn bị. Mình sẽ đọc tên mỗi bạn sẽ chuẩn bị đưa vài cái ví dụ để đảm bảo các bạn hiểu bài nha. Ví dụ Lê Anh Vũ trả lời cho mình cái chuỗi, cho mình 5 cái ví dụ, cho cả lớp 5 cái ví dụ, 5 cái chuỗi thuộc về ngôn ngữ được mô tả bởi dòng số 2. Nhớ ghi 2 chấm vào nhé. Rồi điền vào nha. Lê Anh Vũ, ok ha. Lê Anh Vũ câu số 2. Trần Tuấn Anh câu số 3. Ngôn ngữ mô tả bởi số 3, được chưa? Phạm Minh Chiến câu số 4. Trần Tuấn Anh là câu số 3. Trần Tuấn Anh ơi. Trần Tuấn Anh, nghe không? Dạ 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 dạ. Phạm Minh Chiến. Nghe thôi. Ok. Các bạn chịu khó tương tác nha. Mà nhiều khi vô học online mà mình nói cuối cùng các bạn biết làm mà không biết diễn đạt thì chết luôn á nha. Rồi. Rồi, người thứ Phạm Minh Chiến bài số câu số 4. Nguyễn Đăng Minh Quân câu số 5. Nguyễn Đăng Minh Quân câu số 5. Nguyễn Đăng Minh Quân ơi. Dạ, dạ em thầy. Ok, rồi, trả lời đi. Đưa 5 cái ví dụ cho các bạn nha.
Ok. Rồi, cảm ơn, chắc đúng hết rồi ha. Rồi. Không đúng thì mấy bạn tự kiểm tra nha, mình già mắt ngờ rồi không có thấy đường đâu, chỉ giải thích cho các bạn thôi, các bạn phải phân biệt chéo nhau nha. Sau giờ này sẽ có một số ví dụ một bạn đề xuất, các bạn còn lại phân biệt một cách, tìm cách nào trả lời ha. Rồi, tốt nhất đưa phân ví dụ thôi, cái này chắc dễ. Rồi chúng ta đi tiếp nhé. Rồi ok. Bài kế tiếp. Rồi. Bây giờ cho bảng chữ cái A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ và ngôn ngữ L gồm 5 chuỗi con A, B, A, B, C, A và B, A, C. Như vậy thì mình biết ngôn ngữ L rồi, vậy hỏi các chuỗi bên dưới đây từ 1 đến 10, chuỗi nào thuộc về ngôn ngữ L sao? L mũ sao, nó tắt là L sao. Lấy ví dụ như A, ngôn ngữ chuỗi 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 số 1 A, có thuộc L sao không các bạn? Không. Bởi vì sao? A mũ 3 thì nó chính là có thể một tách ra với AA và A. AA đầu có thể thuộc, nếu như nó thuộc về L sao thì chắc chắn A đầu phải thuộc một L. Chứ tự A sao thuộc cái gì? Không thể nào thuộc bất kỳ L nào nữa. Cho nên A mũ 3 không thuộc về L mũ sao. Được chưa? Rồi, các bạn chuẩn bị đi nha, mình sẽ đọc tên vài bạn. Rồi, các bạn sẽ trả lời cho mình biết chuỗi nào. Nha, cho các bạn chuẩn bị 2 phút nha. Bạn nào thích mà biết làm tự tin là mình làm đúng, làm nhanh thì có thể các bạn trả lời cái SO2. Mình có sẽ gửi SO2. SO2 thì các bạn phải làm đúng là các bạn trả lời được tất cả các chuỗi nào, phải chọn được đúng tất cả các chuỗi nào chấp nhận bởi ngôn ngữ L mũ sao, và các bạn sắp xếp ví dụ chuỗi số 1, chuỗi số 2, chuỗi số 3. Đúng không? Thì các bạn sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần 1 2 3 thì chúng ta sẽ ghi đáp án 1,2,3 vào. Ví dụ vậy. À, mọi đáp án đúng phải chọn đúng tất cả luôn mới làm SO2. Còn không thì các bạn cứ làm, mình thảo luận ở đây nhé. Rồi. Phạm Cảnh Hưng chuẩn bị. Phạm Cảnh Hưng. Phạm Cảnh Hưng. Phạm Cảnh Hưng. Bạn Phạm Cảnh Hưng ơi. Ok, có thể dành trả lời là chuỗi số 2 có thuộc về L mũ sao không? Nếu thuộc thì tách ra như thế nào? Em ghi cái chuỗi đó lại, tách tách phần trắng ra cho mọi người xem, hoặc trả lời bằng miệng cũng được. Chuỗi số 2 có thuộc L mũ sao không? Phạm Cảnh Hưng. Trần Hoàng Nhật Huy chuẩn bị chuỗi trả lời chuỗi số 3 và chuỗi số 4 nha. Phạm Cảnh Hưng ra chưa? Trần Hoàng Nhật Huy trả lời song hành đó, trả lời Trần Hoàng Nhật Huy. Trần Hoàng Nhật Huy. Dạ đây, em có trả lời Trả lời được câu số 3, số 4 nha. Rồi. rồi. Em có Được gửi không? luôn. Được. Dạ phải. B, B, B. Phải hết cả hai hả? Ok, nhìn cái đáp án ok đó, đáp án vậy ok. Rồi, cảm ơn Trần Hoàng Nhật Huy. Phạm Cảnh Hưng lâu quá. Lâu hơn ông già nữa. Tính sao? Phạm Cảnh Hưng ra chưa? Buổi sau làm tiếp Phạm Cảnh Hưng nha, không có tập trung. Rồi, câu số 2, ông già Nguyên đã làm thế cho bạn Phạm Cảnh Hưng nhé. Đáp án là say yes luôn. Được chưa? Các bạn nào biết đáp các chuỗi nào mà thuộc về L mũ sao không? Có thể ghi đáp án lên cho mọi người xem.
Các bạn đã biết tất cả các chuỗi ghi được hết tất cả đáp án đúng không? Ok, good. Rồi. Có mấy bạn làm được là tất cả mọi người đều làm được nhé. Rồi, cảm ơn. Ok, ok, ok. Giờ chúng ta đi tiếp. Mới khởi động chút xíu. Biểu thức chính quy. Biểu thức chính quy là gì? Là một cái biểu thức dùng để cho phép, là cách thứ tư á, chúng ta sẽ học qua cách thứ tư. Cách thứ tư là gì? Nó cho phép chúng ta mô tả ngôn ngữ thông qua biểu thức chính quy nha. Bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta sẽ mô tả các chuỗi bằng cách là chúng ta sử dụng các ký tự trong bảng chữ cái. Chúng ta sử dụng epsilon, chúng ta sử dụng mở ngoặc đóng ngoặc, chúng ta sử dụng phép cộng, phép nhân mà mũ sao. Phép cộng là gì? Là ngoặc. A cộng B nghĩa chúng ta lấy A hoặc lấy B. Phép nhân là phép kết chuỗi. Mũ sao có nghĩa là có thể lặp lại bao nhiêu lần cũng được. Mình lấy ví dụ ha. Rồi, ví dụ string chuỗi rộng rồi kệ đó, rồi mình giải thích thêm chi tiết chứ đã từng sao. Ví dụ mình xét cái bảng chữ cái gồm hai cái từ A nhỏ B nhỏ. Phải không? Thì chúng ta có gì? Cái biểu thức chính quy A cộng B tất cả mũ sao ở đây nó nói gì phải không? Nó là chính là biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ vũ trụ sigma mũ sao đó các bạn. Tại sao vậy? Bởi vì phép cộng nó là hoặc A hoặc B, có nghĩa là sao? Nếu như một chuỗi bất kỳ nó thuộc ngôn ngữ vũ trụ thì sao? Tại vì nó chứa tất cả một chuỗi, bất kỳ chữ nào cũng thuộc quy tắc này hết. Ví dụ chúng ta cho một cái chuỗi bất kỳ, ví dụ nó gồm N ký tự, vậy ký tự thứ nhất nó phải là hoặc là A hoặc là B, bởi bản chữ cái chữ A B thôi. Ký tự thứ hai cũng là hoặc A hoặc B, ký tự thứ ba cũng hoặc A là B. Như vậy quy tắc A cộng B tất cả mũ sau chấp nhận. Được chưa? A cộng B tất cả mũ sau là cách thức chúng ta mô tả ngôn ngữ vũ trụ trên bản chữ cái A nhỏ B nhỏ. Như vậy các bạn hiểu mũ sao mà dấu cộng này đúng không? Giờ tiếp tục. Giống như thì người ta nói biểu thức chính quy thứ hai A mũ sao B A mũ sao tất cả mũ sao. Giờ nói biểu thức này, biểu thức chính quy này cũng là biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ vũ trụ. Tại sao vậy? Bởi vì một cái chuỗi bất kỳ đều có thể mô tả bằng biểu thức chính quy này. Ví dụ chúng ta có một chuỗi bất kỳ thì chúng ta sẽ xem xét là gì? Hoặc là chuỗi bất kỳ đó đều tất cả ký tự A thì A sao xong. Nếu như có tồn tại một ký tự B thì chúng ta sẽ ngăn cách ký tự B đó bằng, tức là chúng ta chọn các sự ngăn cách bằng từng ký tự B. Giữa ký tự B, giữa hai ký tự B liền kề nhau thì nó có thể có một số ký tự A. Chúng ta mô tả bằng A mũ sao. Nếu đầu tiên là bắt đầu từ A thì nó nằm ở chỗ cụm A mũ sao đầu tiên đây nè. Kế tiếp đọc ký tự B đầu tiên nó sẽ là B. Rồi sau cái ký tự B đầu tiên và ký tự B thứ hai thì nó sẽ gom lại thành A mũ sao và quá trình này lặp lại liên tục tiền. Như vậy A mũ sao, B, A mũ sao, tất cả mũ sao dùng để mô tả cũng ngôn ngữ vũ trụ. Hay nói cách khác, một cái ngôn ngữ có thể được biểu diễn bởi nhiều biểu thức chính quy, chú ý. Nhưng mà một biểu thức chính quy chỉ biểu diễn một ngôn ngữ thôi nha. Một ngôn ngữ có thể biểu diễn được bởi nhiều biểu thức chính quy nhé. Rồi, cái biểu thức chính quy thứ ba, các bạn thấy gì? Nó dùng để mô tả các chuỗi mà kết thúc bởi A nhỏ B. Em kịp chưa? Rồi, mà các bạn lưu ý đây nè, hiểu đến đây thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái chuỗi biểu thức chính quy số 1 và biểu thức chính quy số 3 thì rõ ràng chúng ta thấy, rõ ràng nếu theo toán học thì biểu thức chính quy số 3 nó nhân thêm AAB nữa. Nhưng mà nó làm cho cái không gian, cái ngôn ngữ của mình á nó nhỏ lại. Nó nhỏ lại, các bạn thấy không? Nhá. Chứ không phải ghi càng nhiều càng tốt đâu nhé. Được chưa? Rồi. Thì nói về biểu thức chính quy á, thì người ta dùng cái tập rỗng để mô tả ngôn ngữ rộng. Epsilon dùng để mô tả cái ngôn ngữ trong biểu thức chính quy. Khi chúng ta dùng epsilon có nghĩa là mô tả cái ngôn ngữ chứa chỉ một chuỗi rộng. A là biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ chứa một cái chuỗi có ký số là ký tự là A thôi. Được chưa? Vân vân. Thì trong biểu thức chính quy thì nó có tính chất giao hoán, ví dụ lấy hoặc lấy x hoặc lấy y thì cũng chẳng khác gì hoặc lấy y hoặc lấy x. Có nghĩa là x cộng y sẽ chính là đồng tương đương lại là y cộng x. Có số cái chúng ta để ý, ví dụ như là x cộng y mũ sao sẽ chính là tương đương là x mũ sao, y mũ sao, tất cả mũ sao. X cộng y nhân với z có nghĩa là x nhân z cộng y nhân z. X mũ sao, tất cả mũ sao thì chính là x mũ sao. X mũ sao x thì chính là x mũ sao, vân vân nhé. Cái này thì mình không có giới thiệu các bạn thôi, chứ mình trong cái môn này thì kiến thức về automata cũng nhiều lắm. Nhưng mình chỉ giới hạn lại và trong phần biểu thức chính quy thì mình không cần thiết các bạn phải chứng minh hai biểu thức chính quy tương đương. Không yêu cầu các bạn chứng minh. Nhưng mà mình có hỏi hai biểu thức chính quy này tương đương không? Bạn nào giỏi thì bạn biết chứng minh.
Còn bạn nào không giỏi thì tự cảm nhận thấy đúng hay không, không đúng thì đưa phản ví dụ cho mình là được rồi nha. Ví dụ đi, nhưng mà trước khi ví dụ giới thiệu các bạn có định lý Clean. Định lý Clean nói rằng là một cái ngôn ngữ L được gọi là chính quy nếu và chỉ nếu một cái ngôn ngữ L được gọi là regular là chính quy nha, một ngôn ngữ L được gọi là chính quy nếu và chỉ nếu tồn tại một cái biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ L. Có ai hiểu gì không ta? Nghĩa là sao vậy? Thì cái ý nghĩa của nó đó, cái regular đây, cái regular đây có nghĩa là gì các bạn biết không? Bạn này hiểu giơ tay nha. Cái regular này hiểu là nghĩa tiếng Việt mình gọi là dịch là chính quy, nhưng thực tế là regular thông thường, regular là thông thường, normal. Nhưng mà thực tế thì trong lĩnh vực máy tính chúng ta nó gọi regular có nghĩa là chính quy là những cái gì chúng ta quan sát được. Trong môn lập trình gọi là lập trình được, mô hình hóa gọi là mô hình hóa được. Đó là ngôn ngữ mà có thể lưu trữ được, quản lý được, mô hình hóa được thì gọi là chính quy. Mà ngôn ngữ nào? Đó là những ngôn ngữ mà được biểu diễn bởi biểu thức chính quy. Đó là cái giá trị của định lý Clean. Được chưa? Rồi, cho vậy thôi, chúng ta đi tiếp nha. Chứ được sơ lược cho các bạn. Để hiểu về biểu thức chính quy thì chúng ta có bài tập nhỏ nhỏ. Các bạn hãy chuẩn bị cho ba cái từ hợp lệ. Tức là ba cái từ thuộc về những cái ngôn ngữ mà được biểu diễn bởi biểu thức chính quy bên dưới E1, E2, E3, E4. Ví dụ trường hợp số 1 thì ta có cái gì? Có epsilon, có A, có B, có AA, có BB. Được chưa? Ví dụ vậy. Rồi, các bạn cho một phút các bạn chuẩn bị, mình sẽ gọi tên từng bạn chuẩn bị nha. Bạn Phạm Cảnh Hưng, Cảnh Hưng đâu? Phạm Cảnh Hưng chuẩn bị trả lời câu số 2. Phạm Cảnh Hưng. Trả lời câu số 2. Cho 5 chuỗi thuộc về cái ngôn ngữ được biểu diễn bởi E2. Ông Hưng này treo lần nữa là cẩn thận nha, ghi nhớ tên ông rồi đó. Trả lời được không Hưng? Nhanh lên, trả lời nhanh lên. Chờ bạn nào đưa đáp án, trả lời lại lên. Trời ơi, câu số 2 dưới ẹt à. Câu số 3, E3. Nhờ một bạn đưa đáp án. Có bạn nào tên là lạ không? Này được cái có danh sách không? Online. Huỳnh Văn Nhân cùng hỏi với mình. Huỳnh Văn Nhân trả lời câu số 3. Huỳnh Văn Nhân ơi. Ok, cảm ơn Phạm Cảnh Hưng. Huỳnh Văn Nhân nghe thầy nói không? Nghe thầy kêu không? Lặng rồi, mất tiêu rồi. Đỗ Đình Phú Quý. Đỗ Đình Phú Quý ơi. Ok, trả lời giúp mình câu số 3. Câu số 3 trả lời giúp nha. Cho 5 cái chuỗi thuộc về ngôn ngữ của câu số 3 của biểu thức chính quy E3. Ví dụ là gì? Và chứ gì, các bạn cố gắng đừng suy nghĩ phức tạp, chúng ta tìm những cái gì nó càng đơn giản càng tốt nha. Ví dụ như E, A, B thì nữa. Được chưa? Lâu quá Đỗ Đình Phú Quý, lâu quá đang làm cái gì đang kia game mà. Đó, ví dụ câu số 3 nè, làm giúp Đỗ Đình Phú Quý lần sau trả lời nha.
Ví dụ như chúng ta có epsilon, có A, có B, C, A, B, A, C, vân vân. Được không? Rồi. Nhá. Số 4 về nhà làm. Bạn nào thích làm thì có bài tập khó khó một xíu để về nhà các bạn làm. Là nó hỏi thêm là EXO 3 mình mới update lên cho các bạn nhé. Trong cái EXO 3 thì nó có là các bạn lưu ý là mỗi người chỉ lên đó làm một lần thôi, nên các bạn khi nào rảnh mới làm nha. EXO 3 đó là câu hỏi nó khó hơn. Ví dụ chúng ta cho 5 cái từ hợp lệ mà sắp thứ tự vân vân nha, để chat matching. Trần Quốc Cường hỏi A sao cộng B sao có phải là A sao B sao không? Làm không được cộng điểm đâu nha. Làm thi biết làm, còn không làm thì thi không biết làm thì lúc đó thầy cộng điểm cho nha. Nguyễn Tấn Đạt. Bây giờ họ có bạn hỏi rất thú vị là A sao cộng B sao có bằng A sao B sao không? Bằng có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó mô tả cùng cái ngôn ngữ. Các bạn đơn giản, các bạn có thể trả lời cho bạn Trường Quốc Cường không? Bạn trả lời thì chúng ta nếu bằng thì ok, không nói gì hết. Nếu không bằng chúng ta cần đưa phản ví dụ. Ừ, đừng nói không hay có đó. Đưa phản ví dụ bụp xong đưa một cái chuỗi. Đúng rồi, như Nguyễn Hữu Khang là ok nè. Đưa liền AB. AB thì không thể nào được mô tả với A sao cộng B sao cả. A sao cộng B sao hoặc là A hết hoặc B hết. Nhưng mà A sao B sao thì có thể là hoặc A hết hoặc B hết hoặc AB vẫn chấp nhận. Được chưa? Được chưa? Bạn Trần Quốc Cường sẽ có số bài tập sau cho các bạn làm thêm nha. Đừng yên tâm, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Đây. Cho bảng chữ cái A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ. Hãy xác định biểu thức chính quy để mô tả các ngôn ngữ bên dưới đây. Ngôn ngữ như cũ rồi. Ở đây thì là bài về nhà, các bạn chụp hình lại nhé. Để về là làm. Mình chọn một cái câu để cho các bạn làm thôi. Các bạn chuẩn bị kỹ nha. Bạn nào làm được thì giơ tay lên nhé. Mình sẽ chọn ngôn ngữ. Các bạn làm được thì giơ tay lên. Và biết khi mình có thể có nhiều bạn giơ tay, mình sẽ chọn một bạn giơ tay sớm nhất. Đọc tên, bạn nó mới ghi biểu thức chính quy. Các bạn còn lại làm sao? Phản biện. Nếu không đồng ý, đưa phản ví dụ mình tập. Tìm counter symbol nhanh nhé. Chỉ cần đưa phản ví dụ thôi nhé. Và càng nhỏ, nhỏ phản ví dụ càng ngắn càng tốt. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ chọn tìm xác định biểu thức chính quy biểu diễn ngôn ngữ số 3. Tức là ngôn ngữ mà chứa tất cả các chuỗi mà có số lần xuất hiện B chia hết cho 3. Rồi bắt đầu, có ai làm được giơ tay lên. Thì nghĩ ra đáp án thì giơ tay lên. Đoàn Duy Long không cần phải trả lời với bạn đáp án trên hướng từ bên trái bên phải. Rồi ok. Lê Anh Vũ. Rồi Lê Anh Vũ đầu tiên ghi đáp án đi. Ghi đáp án cho người xem. Rồi ok. Có ai không đồng ý với đáp án của Lê Anh Vũ không? Đưa phản ví dụ đi. E rồi. E là không đúng nha Đoàn Duy Long. Epsilon là nó mũ sao nè, mũ sao là vẫn có thể là lặp lại không lần là epsilon chắc chắn được rồi. Đáp án khẳng định sai. AC, ok, Nguyễn Duy Thịnh, ok, rồi, rồi, ok. Còn bạn nào đề xuất công thức nữa không? Có ai đề xuất công thức khác không? Có ai đề xuất biểu thức chính quy khác không? Để biểu thức chính quy của Lê Duy Anh là sai rồi. Giơ tay lên, à, bạn nào có ý tưởng mới, ý tưởng lớn, giơ tay lên. Trung Phong đi. Rồi, Nguyễn Hoàng Bảo Hùng, xin mời. À ha. Phản ví dụ là gì các bạn? Có thể ai đưa phản ví dụ cho Nguyễn Hoàng Bảo Hùng không? Là gì? No. Đồng ý, không sao. Ok, Nguyễn Hoàng Bảo Hùng đưa các bạn, đưa cái biểu thức chính quy là A sao, C sao. Rồi. B mũ 3 tất cả mũ sao, B mũ 3 sao á. Rồi B mũ 3 sao. Không sao hết. Phản ví dụ là gì? Nhiều đó, Nguyễn Duy Thịnh đã đưa phản ví dụ rồi, không ok nhé. Đấy, rồi. Nguyễn Duy Thịnh xin mời. Xin mời Nguyễn Duy Thịnh. Bình tĩnh, các bạn đều giơ tay bình tĩnh để mỗi bạn từng bạn nhé. Rồi. Có ai phản ví dụ, đưa phản ví dụ cho một bạn Nguyễn Duy Thịnh không?
Ví dụ là gì? Này này hay à. Công thức của Nguyễn Duy Thịnh hay à. Ai đưa phải ví dụ cho Nguyễn Duy Thịnh không? Hay là mọi người đồng ý? Đồng ý khỏi coi kêu người khác nữa. Có không? Nếu không thì Lê Nguyễn Huyền Thoại sẽ đưa à. Ủa xà xà đưa chi mà phức tạp thế, Nguyễn Màng Bảo Hùng. Mình chỉ cần đưa AC là được rồi. Ở AC không được xin lỗi thì làm CA. Đúng không? Rồi ok, Lê Nguyễn Huyền Thoại xin mời. À công thức phức tạp đây. Phức tạp quá các bạn ơi. Cái cuối á là Nguyễn Huyền Thoại gõ sai nha. Cái cuối theo mình hiểu là nó phải là AC nha. À ok ha. Rồi ok. Lê Nguyễn Thoại sửa lại xíu thôi, mình sửa lại rồi. Được không các bạn? Đồng ý chưa? Lê Nguyễn Huyền Thoại. Lê Nguyễn Huyền Thoại hay muốn xung phong và đưa phản ví dụ hay là muốn đưa một công thức khác nữa? Mà thấy giơ tay hoài à? Ok. Có ai có đưa đáp án gì cho AC là thỏa mãn là ngôn ngữ ok, nhưng mà bữa trước chính quy Lê Nguyễn Huyền Thoại có chấp nhận hơn AC không? Đáp án là có nha các bạn. Có không? Không có. Đồng ý, không có, ok. Có ai xung phong nữa không? Lần cuối cùng, kết quả cuối cùng, một người nữa thôi. Một người nữa. Rồi, ok. Lăng Vân Dương. Lăng Vân Dương đúng không? Lăng Vân Dương, rồi. Wow. Quá dễ đúng không? Mình cũng sang kẻ vô. Khô rồi. Thôi thêm một cái nữa đi, một người đề xuất nữa. Thêm một bạn nữa. Còn bạn nào nữa không? Ok, Nguyễn Duy Thịnh xin mời. Phan Minh Tân không ăn gian nha, không quăng lên nha. Rồi Liễu Minh Vương người mới nè. Liễu Minh Vương. Để Liễu Minh Vương. Rồi ghi là đáp án đây, ghi kết quả đi. Ok, rõ người nè. Người không xung phong mà nãy giờ nó phải lắng nghe suy nghĩ và đưa công thức rất phức tạp. Công thức đúng không các bạn? Ấy chà chà. Thiếu rồi. Rồi cho phép sửa lại. Đoàn Di Long ghi thêm công thức nữa đó. Rồi trong lúc chờ đợi hai công thức cuối cùng nha. Đoàn Di Long ghi đi em. Nhanh lên nha, chúng ta còn xíu kiến thức nữa. À, ghi trên mà không thấy nha. Rồi. Phải xung phong mới ghi chứ đâu ghi trước được em. Rồi. Để mọi người đồng bộ với nhau được, nghe không? Thứ nhất là chào, trong lúc trở lại Liễu Minh Vương nhé. Liễu Minh Vương thì mình coi Đoàn Di Long ghi thì nó kết quả đúng không? Ok, Liễu Minh Vương và Đoàn Di Long có vẻ là tư tưởng lớn gặp nhau, công thức như nhau, phải không? Nguyễn Duy Hải có công thức nào khác các bạn không? Công thức các bạn Đoàn Di Long và Liễu Minh Vương đã đúng rồi ha. Ok. Rồi nha. Đoàn Di Long có xung phong gì thêm, nói thêm gì không? Rồi ok. Rồi chúng ta đã giải quyết xong bài toán này ha. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Các bạn nào thích thì về nhà làm thêm nhá. Có đây rất nhiều công thức, bài tập quá nhiều đi cho các bạn ngồi ra nhá. Nhớ mấy câu khác là bài về nhà nhá. Rồi. Cho bạn chữ cái A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, L gồm 5 chuỗi như bình thường, như mấy câu hỏi trước. Hãy xác định ngôn ngữ được nào được biểu diễn bởi các vi thức chính quy dưới đây thuộc về L mũ sao. Có ai trả lời được không? Ai xung phong không? Cho một phút suy nghĩ. Hết giờ rồi nên một phút. Chúng ta còn nhiều bài nữa. Hãy về nhà. Bây giờ lấy ví dụ thứ nhất đi. Với E1 đó, muốn biết được nó có phải là thuộc L mũ sao, đơn giản chúng ta chỉ cần chọn một chuỗi thuộc L mũ sao nhưng mà không thuộc về ngôn ngữ mô tả biểu thức chính quy thì nó là không thuộc, hoặc ngược lại nhé. Ví dụ như E1 chúng ta có A mũ sao cộng BA, như vậy chúng ta chỉ cần chọn gì, chúng cần chọn là một cái từ A sẽ thuộc về, đúng rồi, thằng Lê Tuấn Anh Tú, ok,
chúng ta cố gắng đưa cái phần ví dụ càng nhỏ tốt điển hình thôi nha. Rồi tương tự như vậy với câu E2 thì sao, ok không? Ai đưa được phần ví dụ E2 không? BAC ok. Ok. BB không được nha, BB không được nha, BB là thuộc E2 mà cũng thuộc L là mũ sao luôn nha. Nhưng mà CA ý nhầm rồi, đoàn di long logic sai rồi. Nhắc lại mình diễn đạt cũng sai luôn. Câu hỏi đặt ra là gì? Nó hỏi rằng cái ngôn ngữ được mô tả bởi biểu thức chính quy có thuộc về có phải là tập con của L là mũ sao không? Thì chúng ta phải cần tìm một cái, nếu như không thuộc chúng ta phải cần tìm một cái chuỗi trong cái ngôn ngữ mà được biểu diễn bởi biểu thức chính quy đó, nhưng mà nó không thuộc L là sao. Ví dụ như là E1 chúng ta có thể chọn là A, E2 chúng ta chọn là gì, ok không? Không, chúng ta có thể chọn là ABA, đúng không? ABA CA ừ ABA ok nhé. Đấy, vân vân nhé, ABA cũng được, ABA cũng được nhé. Rồi đấy, tương tự như vậy các bạn về nhà làm thêm nhé, để chúng ta rèn luyện cái khả năng gọi là tư duy phân biệt, làm sao mình tìm ra được cái phần ví dụ ngay lập tức mà càng ngắn càng tốt, để khi mà các bạn biết rằng các bạn tìm ra phần ví dụ á, cái biết một ngàn dòng code như vậy, nhưng mà khi các bạn phải biết được phần ví dụ là sao, các bạn đã thiền, các bạn đã theo dõi được giống như cái flow chart vô luồng thực hiện của chúng ta đã theo được luôn, và cái phần ví dụ sẽ mô tả càng nhỏ thì mô tả được cái đường đi sai á, để chúng ta tìm cách nào giải quyết được cái chỗ đó. Nên chúng ta phải cái việc này, chúng ta muốn làm cái kinh nghiệm code càng lâu để qua làm thì chúng ta phải trau dồi. Thì ở đây mình mô phỏng bằng cái ngôn ngữ này, chúng ta rèn luyện cái tư duy logic nha. Rồi về nhà các bạn làm thêm, có thắc mắc thì các bạn có thể lên cái group thảo luận. Rồi mình tiếp, các bạn về nhà làm thêm để xác định các bạn cần làm, đó là bài tập về nhà, đó là xác định những cái biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ L sao nha. Một số bài tập khác về nhà nữa, ví dụ như các bạn nếu là rảnh thích về toán thì các bạn có thể đề xuất những biểu thức chính quy tương đương với các biểu thức chính quy trên bảng mà đơn giản hơn, nó gọi là đơn giản hóa các biểu thức chính quy như sau đây. Các bạn hãy thử nghiệm bằng cách dùng các biểu thức mà mình đã đề xuất ở slide trước á, để áp dụng vào cũng được, tùy ha mình tư duy sau đó. Rồi nếu như họ không chắc chắn lắm thì các bạn có thể gửi lên group thảo luận để chúng ta cùng thảo luận. Rồi chúng ta qua phần kiến thức cuối cùng, đó là nói về automata, là cái phương pháp thứ 5 dùng để mô tả một cái ngôn ngữ. Thì automata là gì? Nhắc lại, automata là một cái biểu diễn, là một cách thức biểu diễn một cái mô hình mô tả lại một cái quy trình của hệ thống. Thì automata nó gồm trạng thái và cái sự chuyển trạng thái, thấy không? Thì trạng thái có thể có ba loại, hoặc trạng thái bình thường, hoặc trạng thái khởi tạo, hoặc là trạng thái kết thúc. Lưu ý rằng trạng thái khởi tạo hay là gọi là trạng thái bắt đầu đó, là một automata bắt buộc phải có một và chỉ một trạng thái bắt đầu duy nhất, nhưng mà nó phải có bắt buộc phải có tối thiểu một trạng thái kết thúc. Mình lấy ví dụ đây là một cái automata như trên bảng, nó gồm có hai đỉnh, hai cái trạng thái. Thì automata mà chúng ta quan tâm trong lĩnh vực máy tính của chúng ta thì chúng ta chỉ quan tâm automata hữu hạn mà thôi. Automata hữu hạn là gì? Là automata mà có số trạng thái hữu hạn, được chưa? Số trạng thái hữu hạn, automata hữu hạn là automata có số trạng thái hữu hạn. Tại sao vậy? Bởi vì các bạn biết rằng một cái automata nó sẽ giống như một cái đồ thị, chúng ta cần lưu trữ nó theo các phương pháp, ba phương pháp chúng ta đã học bên môn lý thuyết đồ thị, mình gồm một cấu trúc này ra, đúng không? Như vậy thì số lượng trạng thái nó phải hữu hạn, chúng ta mới lưu trữ, mới lập trình được chứ. Cho nên chúng ta chỉ quan tâm đến automata hữu hạn mà thôi. Thì trong trường hợp này có một cái automata hữu hạn gồm hai trạng thái, Q0 là trạng thái bắt đầu và Q1 là trạng thái kết thúc. Thì chúng ta thấy gì? Thì cái biểu thức chính quy bên dưới các bạn thấy nó dùng để mô tả cái ngôn ngữ mà được xác định bởi automata, hay nói khác, automata trên slide và biểu thức chính quy trên slide đều cùng để dùng để mô tả cùng một ngôn ngữ, được chưa? Ví dụ ngôn ngữ chúng ta đã chọn một cái chuỗi BA, trong automata chúng ta xem xét thử chuỗi BA có phải thuộc ngôn ngữ được mô tả với automata này không. Chúng ta làm sao? Đầu tiên chúng ta sẽ vào, chúng ta xuất phát từ cái trạng thái bắt đầu là Q0, chúng ta đọc B thì chúng ta lại đến Q0, rồi đọc A nữa chúng ta đến Q1. Điều đó có nghĩa là BA là một chuỗi hợp lệ theo automata, hay nói khác BA là chuỗi thuộc về ngôn ngữ được mô tả bởi automata này. Mặc dù BA các bạn có thể nói ôi BA Q0 từ Q0 là đọc B chúng ta nhảy Q1, đọc A không có thì sao nói được, sao xác định được? Không, chúng ta chỉ cần tìm được một cách mà nó có thể đến được một trạng thái kết thúc là nó được chấp nhận. Theo dõi kịp không? Ok ha. Rồi
đây là biểu thức chính quy tương đương, đó là B sau A cộng B chính là mô tả cùng ngôn ngữ với lại automata này. Có bạn nào hỏi gì không, thắc mắc gì không? Ok, hôm nay giới thiệu như thế thôi. Bài tập cuối cùng của ngày hôm nay đó là cho bảng chữ cái A nhỏ B nhỏ hỏi ở đây dưới đây có 8 cái chuỗi, chuỗi nào được chấp nhận bởi automata bên dưới. Mình lấy ví dụ AAB. Mình lấy ví dụ AAB thì AAB á, xin lỗi, A mũ 3B là bằng là chính là AAAB. Thì khi vào trong cái automata thì chúng ta thấy gì? Nó sẽ đi là gì? AAB thì nó sẽ đi từ cái Q0, nó đọc A nó sẽ đi là đến Q0. Đọc A lần thứ 2 vẫn là Q0, đọc A lần thứ 3 vẫn là Q0 và đọc B kế tiếp nó sẽ chuyển qua Q1 và kết thúc. Cái chuỗi kết thúc ở đây và nó đứng ngay tại trạng thái kết thúc. Như vậy AAB được chấp nhận bởi automata này. Được chưa? Rồi. Có một bạn hỏi rằng, Nguyễn Tấn Đạt hỏi rằng automata có vô hạn không? Lĩnh vực máy tính chúng ta chỉ quan tâm automata hữu hạn. Được chưa? Chúng ta có thể dùng automata hữu hạn để mô tả ngôn ngữ vô hạn. Quan tâm của chúng ta là xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Lưu ý các bạn mà không học automata, các bạn làm sao lưu trữ một ngôn ngữ? Ví dụ có ngôn ngữ từ điển thì cao lắm, sau này các bạn học về cơ sở dữ liệu các bạn phải lưu từng từ. Mà ngôn ngữ vô hạn sao lưu? Lưu bao nhiêu cũng không đủ hết. Thì thay vì vậy chúng ta phải lưu bằng quy tắc. Thì automata chính là một cách mô tả quy tắc để chúng ta lưu. Hay nói khác, chúng ta dùng một cái không gian, một cái thế giới hữu hạn, máy tính là thế giới hữu hạn, để chúng ta mô tả những cái gì nó vô hạn. Còn cái chuyện automata vô hạn để sau này các bạn nghiên cứu đi nha. Máy tính đâu dùng đâu quan tâm chi nha. Ok, rồi trả lời ông Đạt ha. Chúng ta chỉ tập trung quan tâm automata hữu hạn. Đó là cái giới hạn của chúng ta nha. Rồi. Tiếp. Rồi Nguyễn Tấn Đạt trả lời luôn cho mình là câu chuỗi thứ hai đó là A bình phương B có được chấp nhận bởi automata trên bảng không? Em trả lời, giải thích cho mấy người nghe giống như mình giải thích. Rồi, Đạt bắt đầu là trả lời giúp mình được không? Đạt ơi. Rồi mình lắng nghe nha, chịu khó diễn đạt nha các bạn. Mình thấy mấy lớp nhiều khi làm biết làm cũng cuộc diễn đạt không được. Rồi ok, mời Đạt. Nói gì nè? Dạ có à. Dạ A là nó đi đầu tiên là từ Q0 là đi qua A là đi tới Q0 rồi sang sau đó là qua Q1 rồi lại về Q0 rồi Q0 lại đi tới Q0 là người sau đó là diễn đạt cho người ta hiểu. Đạt ơi, cặp là chậm lại diễn đạt sao cho người ta hiểu. Từ Q0 đọc gì? Bao đầu tiên ta vào automata ta sẽ đọc A. Ta sẽ đọc A rồi sau đó A rồi về Q0. Sau đó là ta đọc B. Rồi đọc B. Rồi đọc B là qua Q1. Rồi sau đó sẽ đọc A qua Q0. Và đọc A qua Q0 lần nữa. Sau đó đọc B qua Q1. Ok, và kết thúc, được chưa? Chuỗi kết thúc và chúng ta chuỗi này là chuỗi hợp lệ. Rồi, cảm ơn Đạt nha. Được chưa? Rồi, đây là bài tập cuối cùng các bạn có thể về nhà làm. Thì mình có up lên cái bài tập số 5 trên nhóm luôn, các bạn thấy chưa? Ha. Rồi thì ngoài ra đó mình sẽ có up luôn cái bài tập về nhà các bạn nào rảnh làm nha. Không biết các bạn có gì thắc mắc nữa không? Rồi. Thì trong cái trang của lớp đó, mình có gửi cái câu hỏi. À, Đạt hỏi đi Đạt, em có thắc mắc gì không? À, tin chủ à. Rồi. Các bạn nào có thắc mắc thì giơ tay nha. Hôm nay chắc chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé. Các bài tập các bạn có thể về là làm thêm, mình có tới SO5 là đồng thời là có cái homework ha, có homework, có bài tập về nhà các bạn làm. Ở bài tập trên slide các bạn thấy rất nhiều cái bài tập mà chúng ta là chưa làm xong. Các bài tập chưa làm xong các bạn có thể về nhà làm nhé. Còn có gì quên thì có thể xem lại video, khi nào dắt một tiếng hoặc hai tiếng nữa có video mình sẽ gửi
gửi cái link video lại cho lớp để xem lại nhé. Thì trong lớp học 1 giờ, hy vọng các bạn bỏ thêm 1 giờ làm bài ở nhà cho nó nhớ bài. Ok, giờ học online thì chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian, chúng ta về nhà làm thêm nhé. Rồi xin chào mọi người, rồi chào Trần Minh Tân, chào Nguyễn Tấn Đạt và cùng mọi người nhé. Rồi, bye bye. Hẹn gặp tuần sau nha. Dạ. Có ai thắc mắc gì chúng ta cứ việc liên hệ thảo luận, là chúng ta có thể trao đổi nhắn câu hỏi trên group thảo luận để mọi người cùng biết và mọi người cùng thảo luận. Thầy rảnh rảnh thì cũng lên coi nha. Rồi bye bye mọi người.